Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của An Phát Computer. Thì những năm trở lại đây có càng nhiều laptop gaming trên thị trường và giới game thủ nói chung thì ngày càng ưa chuộng việc sử dụng laptop gaming vì tính tiện dụng cao. Và để đáp ứng không chỉ về sức mạnh này, hiệu năng mà còn về thiết kế hiện đại, tính năng thông minh cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng thì Lenovo sẽ đem đến cho các bạn những gì trong mẫu Legion 5 Pro mới nhất của năm nay. Thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé. Thông thường thì các mẫu laptop gaming thì sẽ là màn hình 16:9 15,6 inch. Tuy nhiên thì Legion 5 đã có một bước cải tiến ở phần màn hình, được đẩy lên là 16 inch tỷ lệ 16:10. Tỷ lệ mới này thì sẽ có góc nhìn được tốt hơn này, khả năng hiển thị cũng được tăng cường, thấy được nhiều chi tiết hơn một cách rõ ràng hơn. Mặc dù kích thước màn hình được tăng lên thế nhưng tổng thể không thay đổi do bốn cạnh viền giờ đây thì đã được làm mỏng hơn ở cả trên lẫn dưới. Thêm một điểm cải tiến nữa phải nói là cực đáng lưu ý trên chiếc Legion 5 Pro mới nhất của Lenovo này, đó chính là so với những thế hệ tiền nhiệm cũ, cuối cùng thì Lenovo cũng đã trang bị webcam ở cạnh trên của máy với độ phân giải là HD. Nhân tiện nói về màn hình thì màn hình này có tần số quét là 165Hz, hỗ trợ AMD FreeSync và G-Sync, độ phân giải Quad HD, tấm nền IPS, khả năng hiển thị màu tốt với 100% sRGB, 89% Adobe RGB và 72% NTSC. Chất lượng hiển thị phục vụ được cả nhu cầu gaming lẫn làm việc với cả các tác vụ đồ họa và cả giải trí luôn. Độ sáng cực cao lên đến 500 nit. Thì tất cả những thông số trên đều rất là cao và vượt trội hơn rất là nhiều so với những thế hệ tiền nhiệm trước đó. Cộng thêm cả màn hình này thì còn hỗ trợ công nghệ Dolby Vision thì sẽ giúp hình ảnh của các bạn có chiều sâu hơn, màu đen ở màn hình cũng được sáng hơn, nhờ đó thì giúp các bạn quan sát tốt hơn khi chơi game. Về hiệu năng thì máy sẽ được trang bị AMD Ryzen 7 5800H, RAM 16GB, ổ cứng 512GB và đặc biệt là có card đồ họa RTX 3060 mới nhất thì sẽ giúp các bạn có thể chơi hầu hết các tựa game ở max setting trên độ phân giải Full HD. Khả năng tản nhiệt của máy thì cũng rất là tốt khi sở hữu thiết kế với khe tản nhiệt lớn hơn, hệ thống thông gió hiệu quả cao. Thì nhắc đến hệ thống tản nhiệt thì sẽ bao gồm 2 quạt 4 ống đồng, trong đó thì sẽ có 3 ống đồng sẽ tản nhiệt trực tiếp cho GPU. Thêm vào đó thì sẽ còn được hỗ trợ bởi phần mềm tên là Legion ColdFront 3.0 của Legion 5 Pro, có thể tăng luồng khí lưu thông lên đến là 18%, giúp tản nhiệt tốt hơn này, giảm độ ồn hiệu quả. Qua đó thì sẽ giúp duy trì nhiệt độ hệ thống ở mức tối ưu. Nhiệt độ hệ thống thấp hơn thì cũng sẽ giúp tăng hiệu suất và khả năng duy trì máy làm việc trong thời gian dài hiệu quả hơn. Hoặc là các bạn có thể thao tác trực tiếp ở trên bàn phím bằng nút tắt ở đây là Function cộng Q để có thể chuyển đổi nhanh giữa các chế độ tản nhiệt cho máy. Thì sau đây sẽ là phần test game để cho các bạn trải nghiệm hiệu năng nhé. Một phần nữa thì cũng liên quan đến trải nghiệm chơi game chính là bàn phím. Bàn phím của Lenovo trước giờ theo như đánh giá của mình cũng như là của rất là nhiều người khác thì hầu như sẽ rất là tốt. Trên phiên bản của năm nay thì sẽ có thêm bàn phím Legion True Strike sẽ cho cảm giác bàn phím mềm hơn, độ chính xác cao hơn và LED RGB thì cũng được điều chỉnh theo 4 vùng tùy chọn theo sở thích của các bạn. Phần touchpad thì sẽ vừa đủ dùng này, trên laptop gaming thì mình vẫn ưu tiên sử dụng trượt rời để có thể chơi game hơn. Về loa trên sản phẩm thì loa sẽ được trang bị bởi công nghệ âm thanh Nahimic 3D sẽ làm tăng trải nghiệm các bạn nghe nhạc, xem phim. Còn chơi game thì sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân này, đeo tai nghe hoặc là chơi game trực tiếp ở trên loa này thì sẽ ra gì các bạn. Và tí nữa thì mình quên mất phần thiết kế. Thì mặt lưng của Legion 5 này được làm từ hợp kim nhôm này, vô cùng mát và mịn. Tuy nhiên thì bề mặt này hơi bám vân tay một chút, thế nên là muốn giữ laptop sạch đẹp thì các bạn nhớ phải lau chùi thường xuyên nhé. Và thêm một điểm nhấn nữa ở phần mặt lưng này thì chính là có chứa logo Legion và sẽ phát sáng ngay khi các bạn cắm sạc lên. Điểm ưa thích duy nhất ở trên các dòng laptop của Legion chính là cổng kết nối sẽ được đặt hết ở phần đằng sau, giúp cho không gian sử dụng của các bạn sẽ được gọn gàng hơn.
Ở đây thì cổng kết nối thì sẽ kỳ đầy đủ nếu như mình không muốn nói là nhiều. Ở đây thì sẽ bao gồm là 4 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C tích hợp DisplayPort, 1 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN RJ45, 1 jack audio combo. Và với mức giá hiện tại thì đang là hơn 43 triệu đồng, cùng với bộ quà tặng trị giá gần 2 triệu đồng thì đi kèm sẽ là chế độ bảo hành lên đến 24 tháng và sẽ có riêng chế độ bảo hành siêu tốc trong vòng 3 giờ đồng hồ. Thì link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.